Sáng nay theo giờ Việt Nam, Emmanuel Macron đã chính thức trở thành tổng thống thứ 8 của nền đệ ngũ Cộng hòa sau khi giành chiến thắng áp đảo tại vòng 2. Tuy nhiên, những thách thức đặt lên vai vị tổng thống trẻ này không hề nhỏ, nhất là khi vị thủ tướng sẽ sát cánh cùng ông vẫn chưa được chỉ định. Vòng 2 của cuộc bầu cử chứng kiến một tỷ lệ phiếu trắng chưa từng có kể từ năm 1969, 25% tương đương 4,2 triệu cử tri so với 22,23% của vòng 1. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 3 người Pháp thì có một người không đưa ra lựa chọn của mình. Nếu như báo giới ca ngợi chiến thắng của Macron trước chủ nghĩa dân túy, thì các nhà phân tích chính trị lại cho rằng Macron sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bắt đầu từ chiếc ghế thủ tướng còn đang bỏ ngỏ. Dự kiến trên cương vị tân tổng thống, ông Macron sẽ phải sớm chỉ định thủ tướng trước khi trình quyết định của mình trước Quốc hội. Tuy nhiên, kịch bản và một chính phủ đồng sinh, tức nền chính trị mà tổng thống và thủ tướng thuộc hai đảng khác nhau cùng điều hành đất nước rất cao, trong bối cảnh đảng xã hội thuộc cánh tả là đảng có số ghế nhiều nhất trong Quốc hội. Ngoài ra, cánh hữu với sự dẫn dắt của François Bayrou sẽ vận động các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác bầu cử cho một thủ tướng thuộc phe mình. Theo cuộc điều tra của TNS Soft, đảng Tiến bước có thể sẽ đạt được 24-26% số phiếu bầu cho ngôi vị thủ tướng. Tiếp theo đó là Cộng hòa với 22% phiếu bầu, Mặt trận Quốc gia với 21%, nước Pháp bất khuất với từ 13-15% và xã hội với từ 8-9%.